Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 13 tháng 10, xe ô tô 7 chỗ do ông Phạm Hồng Hải, sinh năm 1972, trú tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang, chở theo 3 du khách, bất ngờ mất lái lao xuống hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt. 3 du khách gồm ông Nguyễn Viết Thắng, sinh năm 1972, bà Nguyễn Thị Điềm, sinh năm 1969, vợ ông Thắng, và anh Thái Chí Nhẫn, cùng ngụ tỉnh An Giang, di chuyển từ hướng chợ đêm Đà Lạt về quảng trường Lâm Viên. Khi vừa qua bùng binh cầu Ông Đạo, ra đường Trần Quốc Toản thì bất ngờ mất lái, lao xuống hồ Xuân Hương. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thắng và bà Điềm may mắn thoát được ra ngoài, còn ông Hải và anh Nhẫn bị kẹt bên trong tử vong. Sau khoảng 2 giờ tích cực triển khai cứu hộ, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an Lâm Đồng và công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành trục vớt xe gặp nạn và hai nạn nhân lên bờ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.